Ngày 27 tháng 8 năm 2022, thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm hoãn xuất cảnh đối với Tuấn Kiệt, 18 tuổi, ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, và một thiếu niên 16 tuổi để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả. Theo hồ sơ của Cơ quan An ninh Điều tra, vào ngày 21 tháng 4, hai thanh thiếu niên này ghé vào tiệm thuốc Tây ở xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, để mua một chai dầu gió với giá 30.000 đồng hai bị can đã dùng tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng đưa cho nữ chủ tiệm và nhận lại 470.000 đồng tiền thừa. Sau đó, cả hai đã nhanh chóng lên xe máy rời khỏi tiệm thuốc. Nghi ngờ nên chủ tiệm thuốc kiểm tra lại tờ tiền thì phát hiện tiền giả nên liền báo cho người chồng đuổi theo hai thanh thiếu niên. Khi đến khu vực xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, người chồng phát hiện hai bị can đang hỏi mua đồ tại một tiệm tạp hóa ven đường nên liền tiếp cận, tri hô và bắt giữ được thiếu niên 16 tuổi và giao cho công an. Riêng Tuấn Kiệt đã nhanh chóng chạy thoát nhưng sau đó đã bị cơ quan an ninh điều tra mời làm việc. Qua làm việc với cơ quan công an, Quang và Kiệt khai nhận đã mua 8 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng trên mạng xã hội với giá 2 triệu đồng. Mục đích lấy số tiền giả này để lừa người dân đổi lấy tiền thật. Đáng chú ý, Kiệt hiện đang bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.